Mến chào quý bà con, chào mừng quý bà con đã trở lại kênh Kỹ thuật cây trồng. Thì hôm nay em xin chia sẻ với bà con một cái chủ đề liên quan đến cây sầu riêng, đó là chúng ta sẽ trồng cây sầu riêng trên vùng đất phèn. Thì nếu mà quý bà con chúng ta đã xác định là cái vùng đất của chúng ta là phèn thì chúng ta phải có kế hoạch ngay từ đầu để làm sao quý bà con làm cái mô, rồi quý bà con chọn giống, rồi quý bà con xử lý cái bầu giống trước khi mà quý bà con đặt xuống, rồi chúng ta làm cái bờ hoặc là cái clip làm sao để nó rọt phèn và cái cây sầu riêng nó thích hợp với cái đất phèn ở giai đoạn đầu. Thì em Nam xin chia sẻ bà con một số vườn mà em đã làm trồng cây thành công cây sầu riêng ở trên cái vùng đất phèn, đặc biệt là cái cây mõn thon. Thì cái nước bà con hiện nay có ba giống là mõn thon, ri sáu và musakin. Thì mỗi một loại như vậy nó sẽ có kỹ thuật chăm sóc tương đối là giống nhau, nhưng mà nó cũng có vài qua cái sự khác biệt qua quá trình mà chúng ta căn trồng cây sầu riêng, mà đặc biệt là mỗi loại đất, mỗi vùng đất, mỗi kỹ thuật cây trồng nó sẽ khác nhau. Thì em Nam xin chia sẻ bà con một cái mảnh vườn mà hiện tại em đang làm cây sầu riêng mõn thon đang phát triển rất tốt ở trên vùng nền đất phèn. Thì cái đất phèn, một số cái điểm nhận diện của đất phèn, thứ nhất là bà con biết là gì, cái cỏ nè, và cái đất thì nó không có lên cỏ được như bà con. Và cái thứ hai nữa là cái nước, thì như bà con thấy cái nước rất là trong nè, trong veo luôn nè, cỏ không mọc nổi mà cá cũng không có luôn nè bà con. Đó, thì cái phèn nó có hai loại, phèn sắt và phèn nhôm. Nếu mà phèn nhôm thì sẽ đóng trắng, còn phèn sắt cái đóng vàng. Có ba mà nước mà cơ bản, thứ nhất là nước bạc thì cơ bản nước này nước tốt nè, và cái thứ hai là nước trong á, thì đây là phèn nhôm nhiều, và cái nước thứ ba là cái nước đỏ đỏ đó, thì đây là phèn sắt. Thì trở lại cái cây sầu riêng với bà con, thì đây là cây sầu riêng. Thì với bà con biết là cái đất phèn như vậy mà cây sầu riêng vẫn phát triển, lá vẫn xanh tốt, vẫn đi đọt đều, và cái cành nó tương đối là phát triển tương đối là khỏe nè bà con. Đó, thì như cái đọt như thế này là cây sầu riêng nó khỏe nè, thì cái đọt nó sẽ quyết định cái đọt chính như thế này nè, là nó sẽ quyết định được cái rễ cái ở dưới và những cái cành nhánh xung quanh này, thì nó quyết định là cái hệ rễ mền. Nếu mà cái cây sầu riêng với bà con chúng ta nó phát triển cái đọt như thế này nè, mạnh khỏe như thế này, thì cây sầu riêng cái rễ cái nó rất là khỏe, và cái hệ rễ ở bên thì nó tương thích với những cái cành bên như thế này, và cái cây phát triển như thế này là cơ bản là cái cây nó rất là khỏe mạnh. Và cái mô với bà con, thì đối với những cái vùng đất phèn thì bà con chúng ta phải làm sao lên mô, chúng ta cào lớp đất mặt lên, chúng ta làm cái mô chính để cho cái cây sầu riêng, cái rễ sầu riêng nó phát triển ở bên trong cái mô này. Thì cái mô chúng ta gom cái lượng đất mặt tương đối là vừa phải thôi, thì tùy theo vùng và tùy theo cái thiết kế ban đầu, hoặc là cái mờ bờ, hoặc là diện tích đất mà quý bà con sẽ quyết định là cái mặt bờ bao nhiêu và cái mô bao nhiêu. Thì như cái mô này nó tầm khoảng 1m8 đến 2m nha bà con, cái mặt rộng của mô, và cái chân thì nó rộng hơn, và cái độ cao của nó thì ban đầu thì nó khoảng 6 tấc 7 tấc, nhưng mà hiện tại bây giờ là trồng một thời gian nó bắt đầu là cái mô nó đã dẻ xuống rồi, cái đọt nó ra rất là mập. Và cái đọt này thì quý bà con chúng ta sẽ để ý là gì, khi mà cái đọt ra mập như thế này thì chúng ta đã cung cấp cơ bản là cái quy trình dinh dưỡng, cơ bản là nó ổn rồi đó, nó đủ dinh dưỡng rồi đó quý bà con. Và thêm cái nữa là gì, khi mà lên thì nó sẽ có những cái tàn nó xây đều các hướng. Thì nếu mà những cái tàn nào mà tương đối nó vượt á, thì bà con chúng ta cắt sớm để cho nó phân tàn ngang. Rồi cái nữa là dinh dưỡng, hồi lúc nhỏ cây sầu riêng á, thì bà con chúng ta phải cung cấp tương đối là đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là các chất dưỡng rễ, vừa dưỡng rễ qua bên lá và dưỡng rễ qua gốc luôn nha bà con. Và thêm cái nữa là gì, cái hữu cơ. Thì hữu cơ là một trong những nền tảng rất là quan trọng ở trên cây sầu riêng. Thì chính vì vậy á, cái giai đoạn đầu thì quý bà con chúng ta ưu tiên cái dưỡng rễ, tiếp theo là cái hữu cơ, và cái hóa học thì chúng ta có thể là điểm thêm theo tùy theo cái giai đoạn của cây trồng. Ví dụ như nếu mà quý bà con cái đọt chúng ta đi ngắn thì chúng ta có thể thêm một ít 30 và 10. Nếu mà cái đọt của quý bà con mà chúng ta nó đi dài nhưng mà cái cây nó ốm, thì chúng ta có thể điểm thêm một ít DB như bà con. Nhưng mà cái nền tảng cuối cùng vẫn là cái hữu cơ. Đó, hữu cơ hiện nay thì quý bà con nên ưu tiên là cái hữu cơ nở như bà con. Thì trên thị trường nó có rất nhiều loại, thì Nhật nè, Bỉ nè, Úc nè, tùy theo cái điều kiện kinh tế cũng như dụng đất mà quý bà con chúng ta chọn lựa cái hữu cơ cho nó thích hợp. Và một điều lưu ý nữa bà con chúng ta chú ý là gì, khi mà ra đọt non á, thì cây sầu riêng nó rất là mẫn cảm với đề con rầy. Thì chính vì vậy khi mà chúng ta nhúng mũi giáo thì bà con của chúng ta phải tăng cường cái dinh dưỡng kết hợp với cái thuốc rầy. Thì đây bà con, nếu mà chúng ta phối hợp giữa cái dinh dưỡng kéo đọt với thuốc rầy thì cái sầu riêng chúng ta nó sẽ ra đọt đồng loạt, và thêm cái nữa là chúng ta sẽ dễ quản lý cái con rầy đó.
Thì cái kỹ thuật xử lý sầu riêng ra đồng lọt thì nói chung quý bà con chúng ta có thể là sử dụng cái phân bón rốc ở dưới để chúng ta dằn lại, và thứ hai là chúng ta sử dụng cái một số loại thuốc nấm bệnh nữa bà con. Nhưng mà quý bà con chúng ta phải chịu khó là chúng ta đi là chúng ta xử lý một số cái thuốc chuyên biệt đối với cây nhỏ, là để quý bà con chúng ta phun làm sao cho nó già lá đồng loạt, thì từ đó quý bà con thì chúng ta có thể xử lý cho nó đọt nó ra đồng loạt. Thì đây quý bà con thấy cây này rất là sung, rất là khỏe nè, nó cái hệ tay hệ cành quả rất là đều, và thêm cái nữa là đây quý bà con thấy cái đọt không đó. Thì đây em xin mời quý bà con chúng ta cùng tham quan nè, nó dàn tàn rất là khỏe luôn. Cái cây khỏe như thế này thì chúng ta giải phân xuống thì nó ăn phân nó đủ phân là cái cây nó phát triển rất là nhanh. Đó. Đây quý bà con thấy không? Và một số cái hiện tượng nữa các con, chúng ta cái dinh dưỡng của chúng ta mà đi thì nó hơi dư, hơi thừa nhiều dinh dưỡng chút xíu thì nó sẽ bò, cái đọt nó bò như thế này nè. Không sao nha bà con. Thì thời gian sau là bắt đầu cái cây nó dinh dưỡng đầy đủ, bắt đầu nó cứng chắc cái cây là. Đây quý bà con thấy không? Cái đọt nó ra rất là đều và rất là đẹp. Thì một vấn đề nữa là quý bà con phải chú ý là cái nước đối với cái vùng đất phèn á, thì quý bà con chúng ta hạn chế lấy nước ở trong mương với bà con, thì chúng ta nên đưa nước bên ngoài vào để chúng ta tưới để cho nó chúng ta xả phèn. Rồi chúng ta thường xuyên là chúng ta thay cái nước để chúng ta xả phèn từ từ, thì năm đầu tiên thì cây sầu riêng nó phát triển nó tương đối là chậm, thì chính vì vậy nó không có ăn đất ra khỏi mô thì cái phèn nó chưa ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà những năm sau á, ví dụ con chú ý là khi mà cái cây sầu riêng rễ nó ăn ra khỏi bên ngoài rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái phèn. Thì chính vì vậy ví dụ con nói chung chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Thì cái cây này là chưa được năm nha bà con, cây này chưa được một năm nè, ví dụ con thấy nó phát triển rất là sung, rất là khỏe. Thêm một cái nữa là cái màu xanh của lá thì nó sẽ quyết định được cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng là mạnh hay yếu. Thì nếu mà cái cây sầu riêng mà chúng ta như là con thấy là nó ra cái lá, cái đọt nó mập nè, nó khỏe nè, cái lá nó mượt nè, nó bóng nè, và vô giai đoạn lụa là bắt đầu nó già rất là nhanh, thì như vậy cây sầu riêng nó tương đối là nó khỏe. Thì cái độ màu xanh của lá nó sẽ quyết định được là cái cây mạnh hay cây khỏe. Thêm cái nữa là gì, là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình mà nó đi đọt. Thí dụ nếu mà cây sầu riêng lá xanh lá khỏe như thế này thì quá trình sinh trưởng và phát triển của cây rất là nhanh. Nhưng mà con thấy là chúng ta thấy là nó lụa xong bắt đầu nó xanh xong nó dày, nó sậm xuống là vài bữa là bắt đầu đi đọt lên. Đây như mà con thấy không, nó rất là đều. Đó, đi đọt động lọt như thế này nè, thì biết bà con chúng ta sẽ quản lý được cái vấn đề con rầy rất là hiệu quả ở trên cây sầu riêng. Là nếu mà cây sầu riêng mà định kỳ á, thì biết bà con chúng ta trồng xuống rồi thì giống như là biết bà con đào cái mô lên, rồi biết bà con đặt cái cây sầu riêng xuống, là chúng ta giống như là chúng ta đã đặt cái xuồng rồi xuống nước, rồi chúng ta đặt cái máy lên, thì bây giờ chúng ta chỉ đổ xăng chúng ta chạy thôi. Thì hiện nay là nói chung là vấn đề làm kinh tế, thì bà con chúng ta rút ngắn cái thời gian kiến thiết cơ bản lại, càng nhanh thì càng tốt, thì chúng ta sẽ lấy trái cây sớm và chúng ta sẽ làm lại một cái vùng mùa vụ sớm để chúng ta xử lý làm sao cho nó kịp cái mùa vụ, rồi kịp cái thời tiết để chúng ta có thể là chúng ta xử lý cái vụ nghịch đó. Thì đó là một số vấn đề em xin chia sẻ bà con. Thì như bà con thấy cái cây sầu riêng này rất là khỏe nè. Thì cái cây quý bà con, nếu mà chúng ta để ý thì cây sầu riêng nào mà nó khỏe phải không, là hầu như là cái tỷ lệ đi đọt nó rất là nhanh. Lây quay là khoảng tháng, hơn tháng là quý bà con thấy nó đi đọt nữa rồi. Thì như vậy thì chúng ta nếu mà giai đoạn đầu tiên, 6 tháng đầu tiên quý bà con có thể là chúng ta đi cái dưỡng dễ, thì 15 ngày chúng ta đi một ngày một cử. Rồi cái dinh dưỡng qua lá thì bà con có thể là định kỳ chúng ta 7 ngày đến 10 ngày rồi chúng ta tăng cường cung cấp dinh dưỡng qua lá để cho cái cây nó khỏe, nó xanh tốt, dày, đi đọt nhanh, đọt mập, và cái cây nó phát triển đồng đều, hệ tán, xoay tròn đều, cành quả nhiều. Đối với một cái cây sầu riêng mà nó khỏe, đi đọt, đủ đọt thì bà con thấy là thường là nó sẽ đi từ 4 đến 5 lá. Thì đây nè, như bà con thấy nè, cái này là đi 4 lá nè. 4 lá thì nói chung là cũng tương đối là chung chung thôi bà con. Chứ cái độ nó cũng mạnh thì nó mạnh vừa thôi, chứ nó chưa thật sự là mạnh lắm đâu. Tại vì có những cái vườn em đã xử lý nó ra 5 lá, 6 lá luôn bà con. Như cái này nè,
là bà con thấy là nó đi hệ lá nó phóng cây, nó đi cái đọt rất là dài. Thì nếu mà cái năm đầu tiên bà con có thể là chúng ta lấy 4 cây đọt, nhưng mà sang năm thứ hai nếu mà cây bà con chúng ta khỏe thì chúng ta có thể lấy từ 6 cây, 7 cây, có khi chúng ta lấy đây 8 cây luôn. Nó là nó đi đọt rất là nhanh nếu bà con. Thì như vậy thì nó sẽ có quá trình sinh trưởng phát triển của cây nó rất là mau lớn. Thì cái cây chúng ta mau lớn đó, thì thứ nhất là nó khỏe, là thứ hai là nó đủ dinh dưỡng, là đủ sức khỏe để nó phát triển. Và cái thứ ba nữa là vô cái giai đoạn mang trái thì nó mang trái rất là lực. Tại vì nếu như quý bà con biết là khi mà vô trong cái cây mà chúng ta làm á, mà hồi nhỏ nó cứ cà đơ rồi á, thì sau này quý bà con biết là chúng ta lấy trái á, là tới cái thời điểm mà chúng ta lấy trái á, là nó sẽ có một số vấn đề như sau. Thứ nhất là cây không đủ sức khỏe, không đủ tàn, không đủ tán, không đủ cành quả mập để lấy. Và cái thứ nhì là gì, cái tỷ lệ đồng đều nó không cao đó. Thì nếu mà quý bà con biết là nếu mà chúng ta chăm sóc đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ á, thì cái tỷ lệ đồng đều nó trên vườn hầu như là trên 80% đó. Thì như vậy nữa chúng ta xử lý là chúng ta sẽ lấy bông một cái một, chứ để nữa mà khi mà quý bà con lấy, chúng ta lấy bông mà chúng ta lấy ví dụ như vườn 100 cây mà chúng ta lấy chỉ có được 50-60 cây thì bắt đầu năm chúng ta xử lý phân thuốc rất là khó. Tại vì không phải 50-60 cây nữa nằm một vị trí mà nằm rải rác ở trên cái vườn thì bà con chúng ta xử lý rất là khó. Thì đó là một số vấn đề em xin chia sẻ với bà con là chúng ta có trồng sầu riêng được trên đất phèn không, và cái cách xử lý như thế nào. Thì ở đây em sẽ chia sẻ trực tiếp vô cái mảnh vườn của bà con, cái vùng đất của bà con, làm sao cho chúng ta có những cái liệu trình cũng như là cái giải pháp cung cấp dinh dưỡng cho cây nó ổn định, nó phát triển ở trên cái đất phèn cũng như là cái đất thịt, đất phù sa. Xin chào quý bà con, chúc quý bà con vui mùa thu. Thì mọi ý kiến đóng góp như thắc mắc quý bà con vui lòng liên hệ kênh Kỹ thuật Cây trồng qua số điện thoại 0369 065 838. Em sẽ chia sẻ trực tiếp vô cái mảnh vườn của quý bà con. Xin chào quý bà con, chúc quý bà con vui mùa thu.